cướp, có ăn cướp. Dạ, dạ thưa tôi là khách lỡ đường, trời tối để trú mưa. Gia nhân, dạ. Chớ có ồn ào kinh động. Quý khách là ai, xin trú mưa trong gió, sao lại phá cửa nhà người? Dạ dạ, tiện nhân gõ cửa quá mạnh á tay, nên làm sập cổng á, xin đại nhân thương tình mà thứ lỗi á. Sửa lại hao tốn có bao nhiêu, tiện nhân xin được đền bồi. Ồ, chuyện đó có gia đang là bao, mời, mời công tử hãy vào trong. Dạ cảm ơn đại nhân quá rộng lượng. Lão phu có thể nào biết đến cao danh. Dạ dạ, vì nhận làm chức áp lương của tống trào. Tên bội vốn dòng mà họ cao. Dạ nhân đâu? Dạ, hãy rượu thịt cho ê về hậu đại người của tống. Cân quắc anh thư nó cũng quọt quẹt dài ba đường đào thế kim để giữ thân. Thế mà đêm hôm qua hơn 100 thằng ăn cướp đã chạy mặt. Hả? Hơn 100 người? Công tử, ủa tương quân, tương quân cuông đi cho bụng đói dễ ăn ngon. Lưu An, dạ, trương mặt gắm cho tương quân đây nghỉ nghe không? Dạ, trương mặt gắm lớp niệm nhung già. À, tương quân, hồi nãy nói tên chi mà lão phu quên mất chứ? Dạ, mạc nhân, chữ gọi Quân Bảo, vốn họ Cao. Mà sao hồi nãy tương quân... ấy chết. Dạ, khi nãy là... Tương quân nói dối. Dạ, dạ thưa, dạ khi nãy đó, chưa dám thật tình chứ nào phải dối trá. Dạ thưa đại nhân, sự thật thì Bảo này đang trên đường cứu gia Thọ Châu. Mà Phủ Tấn là người đã đánh tan Bắc Hơn, Lưu Sùng dựng nên nghiệp Tống, Đông Bình Dương Cao Hoài Đức. Dân, dạ, dạ, đại nhân làm sao thế? Bại là giặc, thắng là vua, số trời đã định. À, công tử, à không, thê tử ơi, ở đời đừng nói thiệt mà chịu thiệt, chớ tin ngay mà phải mắc ngay. Ta đã qua sai và sắp nói lời sàm sỡ, mày đưa bay đâu? Dạ, mau hầu thê tử thay ta, nhớ trương mặt gắm trải chiêu qua cho cẩn thận. Ta sai quá, lão phu xin cáo lỗi. Đại nhân, dám xin mời thế tử tiếp tục. Cứ tự nhiên tiếp tục. Rượu ngon bầu vẫn chưa lưng, mà thịt béo cũng còn dung ngọn. À, dạ rồi như tơ giò thì ăn uống gì được nữa phải ông? Xin lỗi ông tên gì, làm chức chi trong cái nhà dám vẻ này vậy? Dạ ngày xưa thì chức tôi cũng lớn lắm, còn bây giờ thì giữ đỡ cái chức quan nho nhỏ cai quạt nhà này. Trước sau sau trước, ngoài trong trong ngoài, cùng một tay tôi lãnh chức quan. Gia tên gọi Lưu An. Chủ gia này chắc
không nhờ nên cửa nhà trơ rồi. Có con cháu gì không sao chẳng thấy một ai. Chủ nhà này đây hơn nửa đời ở vậy lạnh lùng, ở qua từ lâu nay với một gái độc nhất vô song, tên là Kim Đinh, bông sắc nghiêng thành đồ nước. Quận chúa của Hớn Triều chân đâu phải con nhà bằng dân. À, thôi thì ra. Ủa, cái gì kỳ vậy? À, chú gia đây là em của vua Bắc Hớn. À, vậy thì quản gia hãy mau đưa ta rời khỏi nơi đây. À, rất cảm ơn. À, thì ra thế tử muốn bôn đào, mối thù của họ lưu ông tôi đã bỏ, và thế tử sợ hay nghe sao? Trời, ta đã lỡ lời nên phải đành mang quả thiệt, biết sao bây giờ? Tôi có một kế thật hay, nếu thế tử chịu nghe theo, tôi tin chắc là được việc. Ơn của quản gia ta nhớ đến năm. Cảm ơn mà làm gì? Tôi biết có nợ duyên nên tôi mới chỉ dùng để nhờ vậy về sau. Chuyện gì mà phải nhờ cậy? Nói cái gì mà duyên nợ? Tôi muốn ra khỏi đây ngài. Ô, ông này láng xẹt à. Thật là bức giống. Có gì lạ? Có gì đâu lãng, có gì đâu bực đâu. Thế tử từ từ rón rén mở ngửa ra cửa đi im. Tới ngã ba quẹo tay trái rồi. Đó, phải rồi. Gạt cho lạc đường, gặp cô Kim Đính cổ đập cho mềm xương. Thắng thì được vợ, thua sao đừng có tới nữa. Mỗi lần gõ cửa sập nhà sập cửa như là đi ăn cướp vậy. Thì ngứa mắt đập chơi không ngờ chủ nhân lại xuất hiện. Có lẽ để bồi thường đó chăng? Nếu đó không có ý cầu thê sao lại đập bản chiêu phu? Lại toan tính chẳng bồi thường đó chắc à? Việc hôn nhân là do ở lệnh mẹ cha, lời mai mối. Sao lại đi dựng bia chọn rể, đeo bản khen chồng? Việc cầm thương anh hứa là việc của đàn ông, còn phận của tiểu thơ là phận quê môn bất xuất. Ta đến đây để thử sức kén chồng, chứ không phải chờ nghe công tử giả thầy đồ mà dạy dỗ. Thói thường thì trâu tìm cột chứ bao giờ cột lại tìm trâu. Tiểu thơ mà có bấy nhiêu lớn tuổi đầu mà mắt chứng chi mà gấp dữ vậy? Nè, đừng có nói lãng nè. Nếu thấy trong mình không được khỏe, bản cô nương sẽ chờ ngày mai giao đấu. À, nàng này đã quen thói khinh thường mà phải chết bởi tay ta. Ta thương phận đó mạnh mày, lại nhớ ơn vừa
nổi giận thì sau này ôm mà hận, về nhà mà cái nguyệt nằm mẹ thờ cho nó ra vẻ con gái đàn bà. Công tử không xét lại mình, lỡ làm quay đập càng cho gãy bàn, võ nghệ chắc không rành nên kiếm chuyện nói quanh co cho khỏi đánh. Thôi để cô nương dung tha cho nhất thơ, nè ráng mà giữ cái đầu đi, kéo đi rồi nó rớt lại ở phía sau. À, làm phách ha, làm phách quá ai chịu cho nổi. Đáng. Thôi. Cái dừng gì? Tay lại. Hả? Tiếp chịu thua rồi. À, chịu thua hả? Sức mấy mà không chịu thua? Người ta chịu thua rồi không thấy hả? Trời ơi, phen này chắc mình đành chịu khó chồng quá. À. Hả? Cái gì vậy? Trời, nè nắm con ngựa, lúa ngựa làm sao mà té. Đàn bà con gái gì mà sức mạnh hơn voi nữa. Thằng nào vô phước làm chồng của cô nha, chắc mềm xương nát thịt quá. Bây giờ ta thua đó. Đâu có được, rước người ta chạy đà muốn chết. Bây giờ tính quên lời cam kết trong bản chiêu phu sao? Thôi ta đi đây. Khoan, người ta chưa kịp đã vội vã lên yên. Cái thứ vô tình bạc nghĩa này không đài đọa không xong mà. Cúc hạ, đông mai, xuân đào, thu liễu, mau bài quán chặn đường. Yeah. Trời đã xế bóng, ta ăn uống xong rồi phải lên đường kẻo muộn. Chủ quán đâu? Chủ quán. Dạ. Tính tiền đi. Trời ơi, mà đánh lộn với gái mà mất cái hồ bao rồi. Ta đánh rơi hay là gặp phải ông thầy móc túi? Dạ, tất cả 30 lạng. 30 lạng? À được rồi, ta sẽ trả gấp 5 lần hơn, nghĩa là 150 lạng. Dạ, công tử tử tế quá. Không, ta không phải là công tử mà là thế tử của Tống Trào. Khi trở lại đây, trả cho nhiều gấp 8. Ta đi rồi. Không được, con vua cháu chúa mặt mày bảnh bao mà tính đang chạy uống lượng hả? Má ơi, má. Cái gì vậy, cái gì ôm sòm nó vậy? Quá lạnh, khách thưa mà còn gặp quân ăn giật nữa. Đâu nó đâu. À, con bé này quá lâu, ai ăn giật hồi nào? Rồi ta sẽ trả là núi ôm sòm. Không lẽ mất không ra, tiền không bạc không phải để ngựa lại đây. Nè bằng không thì ở lại đem ra làm thịt, bầm nhân bánh bao bán cùng phao. Các con đâu, các con đâu? Bắt đuối nó lại cho tao. Lại bà, xin bà hãy nương tay vì tôi đã biết tội của tôi rồi. Bôn ba cứu giác nơi Thọ Châu thành, quên đem mi bạc tiền, bà xuống lòng cảm thông. Chẳng lẽ con vua đi gạt gẫm thường dân, một số nợ còn con, sợ mất thảo lỗi bì, chớ tiếc gì tâm thân. Thấy gan giọng ăn lường cũng dần, trong lụy nhỏ ngậm ngùi, má thiếp lạnh lẽo cô phẩm. Đâu phải à, hơn như mười mấy năm nay. Ừ. Thiên thân thì khỏi quả, gặp biến thì phải tùng. Thôi giết chết ta cho rồi, đừng suối chuyện loạn luân. Không chịu hoang, không chịu hoang, giết chết hoang. Một bên là mà còn một bên mất, cũng tại cái trái tim hết. Thiệt thân bây giờ trói bắt vào phòng, nghĩ ta chịu hay không. Xuống, xuống bếp, đem xiêu xuống bếp cho bác mau. Chết,
Làm rồi mẹ ơi. Cái gì? Người này là chồng của Lưu Tiểu Thơ đó. Vậy hả? Em đến đang khóa cửa rào. Làm sao bây giờ mẹ? Trời đất ơi, trời ơi, còn sao bây giờ? Ôi, còn sao, còn sớm gì? Con cái trốn là bao chứ không tôi thì không có cháu. Trốn, 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 trốn sao đi mẹ? Ôi, trốn đi con ơi, trời ơi. Tôi chậm chân đến trễ để công tử bị trói chèo queo thật là đáng tội. Chậm chân hay mau chân gì tôi cũng mệt hết rồi nè. À, mà cái người vừa ép duyên chắc nặng tình hơn tôi. Sao đó không cho phụng trả loáng chung, gắm ra cũng trai tài gái sắc, chứ không mà phải như tôi. Sao mà duyên phận quá hầm hiu, đã nhiều phen bị người ta lường gạt, còn mắt mốt kể cũng mấy kêu. Tiểu thơ ơi, chuyện này thôi đành là duyên nợ, tôi cam đoan phen này không đắc trở. Mở dây đi, trời ơi thân thể rã rời đi nè. Thôi đi, thôi ông ơi đừng xí gạt, thôi để tôi về. Khoan khoan, trời ơi về, tôi thề, thề thác nơi chiến lạng cho nàng tin. Tôi khuyên ai chớ giả dối khi đã thề, đừng có ham qua mặt thánh thần. Sẽ cưới nàng khi cứu giá xong xuôi. Thề thì mắt, thác thì rối đó à nghe công tử. Thề ẩu, thề tả chết chứ không có phải chơi à nghe. Hồi nãy cô nương giả làm bà chủ quán đó, rồi còn nói chậm nói mau để mà xí gạt tôi thấy không? Thấy mặt là ứa gan rồi. À! Ngàn trượng hơi lạnh dường như băng giá, đây đường vào địa phủ hay đai nguyệt thâm môn. Ủa lạ này, Viên Lãng sao mở rộng phân thang, đèn lưu ly ai thắp sang choang hả? Ngài là ai? Thượng đế sai ta xe sợi chỉ hồng, nối liền hai mối âm dương cho loài người tồn tại. Những người như kim đính thải nên duyên chồng vợ mới hồng chống chọi cự đương. Tuy nhân xin dưng lời tiền bối. Nam đường đã biết khí số rồi. Có khác nào một chiếc cây vàng, trên trời anh sao thưa vằng vặc, đằng kia tuấn mã nhăn gặm cỏ đẫm sương, rừng phong im lặng như tờ, theo mây hiu hắt sương mờ bông cây. Trời ơi, phải chi có mặt nàng ở đây để cho ta nói lên những lời thương nhớ. Ôi, giữa rừng hoang đêm tối, đường nào ra nẻo biên cương lạnh, hướng nào về lôi cũ thọ châu thành. Tối cho tình quân mang sao đổi nguyệt, dội bôn ba dầu dải gió sương. Để rồi tiểu thơ, tiểu thơ, xin tình quân trở lại gia trung, không được nghỉ ngơi rồi sáng mai hẳn đăng trình cũng chưa muộn. Xuân Đào, dạ, bắt ngựa lại cho ta. Dạ. Dưới trăng gió khâu dồn dập, lòng rộn con tim càng đập, tình trống như ngọn thác sông. Thái Bình Dương còn mưa kém, biết bao anh ân mặn nồng. Quân bảo chàng ơi, để thiếp gỡ lá bùa ẩn thân cho chàng. Chàng đã ở trong gia đình của thiếp, bây giờ có ưng hay không mà nói đi, ta cho một giáo về chào âm phủ cho rồi. Đồ bạc tình, thấy người ta thương thì làm eo làm sách hoài hả? Thôi, tôi ưng
chỉ sợ cha mẹ tôi khó lắm, chứ tôi mới gặp thì... Thiền sao? Thương Liền à. Hai chúng ta đã trộm lĩnh mẹ cha, xin mượn đất trời làm cha mẹ, trong tình cờ gặp gỡ nên duyên, hãy chỉ trăng thề nhờ mai giông mối lái. Nàng là phận gái, hãy thắp nhang khẩn cầu bà Nguyệt. Còn chàng là con trai, mau lên đèn gian giái ông tơ. Nhưng còn thiếu rể phụ với dâu phụ, xin cho tớ với Xuân Đào vào chỗ đó. Hay, ai cho phép? Ai chớ chần chờ để giờ thiên qua mắt. Tất cả ma quỳ xuống nghe lệnh. Lệnh của tôi, em quỳ kế tiểu thơ đi. Còn tôi bên đây, 1, 2, 3 là giái một lượt nha. 1, 2, 3 giang lên trên chân nhóm mình dùng mà cho. Cho hai bên sắc thắm hai viên hoàng. Cho cả nước vui điềm hòa mình là niềm mà hảo. Thế đây đồng chết, bằng có sống thì cùng sống. Bằng phản bội của đời tru đất diệt. Cho máu trào nếu vô vàng. Xin tiểu thơ, tiểu thơ, gà đã rổ cánh năm dùng dương đà lẻ lối. Hành trang con đã cột khói sẵn sàng, còn tuấn mã Lưu An đã đóng yên sông chờ đợi. Ôi đôi mắt của tình quân như giữ chặt mỏng vàng không nở dứt. Ôi đêm nay sao mi không dài trăm năm để tiếng gà gáy lên giờ ngắn ngủi. Tóc bồng bềnh trên gối, môi nhẹ nở nụ cười. Tình yêu còn đọng lại thành môi rải rác. Giờ mây canh mây khắc, mau bắt ngựa đông yên. Phải tức khắc đi liền vì cứu binh như cứu lửa. Xin phu quân đừng nôn nóng lên đường, cùng đôi ấm chén trà sen, cùng chăn gối phải cùng đi, chớ bỏ em dò dò lạnh lùng cô phong một mình. Tiểu thơ xin lại nhau một lại để vợ chồng ta giả biệt. Đường đi đến Thọ Châu ngàn dặm hiểm nguy, biết đâu từ biệt hôm nay là lần vĩnh biệt đến muôn đời. Đây là đôi dòng gia bảo ta gói lại cho nàng, đeo nó bên mình thay cho bóng hình cao bạc. Một đi mà nghìn nhớ đến người yêu. Yêu giữa rừng giáo mưa tên mà mạng ta không toàn vẹn. Chỉ xin nàng một nén nhang thừa, một dòng nước mắt khóc cho kẻ ra đi không hẹn. Mũi dao môi chưa phai mùi rượu, đèn tân hôn ngọn vẫn còn căng. Chờ dần dướng lên một đôi sào, chừng đó chàng ra đi gẫm còn chưa muôn. Đã nói rằng cứu binh như cứu quả, mà giờ này lần lửa việc chia ly. Nào môn ta bắt tung bắt hiếu, ta phải đành bỏ nghĩa phu thê. Xin phu quân chưa dẫn hờn, nén lại đôi giây chưa trọn tình lưu luyến. Chưa thiếp đâu dám nặng lòng ngăn cản. Đây là chiếc trống vàng cảm ngọc chàng, hãy dắt lên đầu để khắc giả ghi tâm. Nhất nhật phu thê ba giả ân, nhất giả đồng sàng chung giả ái giả, để chống ngăn bùa phép của như
nhớ ra bữa trước phố giường nào bây giờ thương nhiều chừng nấy. Xin chàng cố gìn vàng giữ ngọc, nắng đục sương che khéo giữ mình, phòng quê nhốt kính tình ngoài chân mây. Xin giả biệt. Giả biệt. Hay cho cao huệ đức, giỏi cho cao huệ đức, ăn lộc chúa ngập mạch phủ đầu, họ ân vua quay quyền tột đỉnh, mang tước dương mà đầu dạ không sợ nhục, nghĩa kim bằng phản tông không nại hèn. Ta hỏi giang sang của ta là giang sang của ai? Hỡi thần em ba kia, xin chúa thượng bất giận, hạ thần trộm nghĩ Đông Bình Dương chắc bị giặc bó mùa. Đứng trên mặt thành thần quan sát hôm qua, thấy họ cao như kẻ mất hồn, khét là muốn mang như hình nông, tận trung khét tiếng công lễ lại phán hoàng. Không có vững sự chắc ta đã lạc lầm, đem và nghi ngờ thì tội nghiệp cho em ta. Thượng thâu bệ hạ, điều chi vậy? Dạ, có tin tức ở trận tiền, triệu hoàng cô đang giải khóa bên ngoài, bị dư ngọc đã phát ra tử dầm. Trời, em ghe ta đã chết ngoài dòng dây. Quân sư, truyền cho ta quân chỉnh tề đội ngũ, mở cửa thành cho ta tử chiến với Nam An. Xin bệ hạ dằn cơn giận dữ, dục tốc bất đạt, đa nộ bất minh, tin đành phải tin. Người cẩn thận ta còn hỏi lại. Mau mau mở cửa thành đón quân tiếp ứng, cho cao quân bảo vào ra mắt chúa công. Tiếng ai kêu như tiếng thái tử Đông Bình, mau mở cửa cho cháu ta vào. Dạ dạ con đi cứu gia, không vừa tự gà thân, xin là xa tội khi quân. Cháu tài cao thoát khỏi tay họ dư, cháu liều mạng là nhờ lá bùa linh nghiệm. Ba quân mới hết lòng để tàn vào mặt thành, cháu ta trẻ tuổi mà tài cao trí lớn. Tội bằng trời, ba ba hứa sẽ bỏ qua. Nội giam đâu? Dạ. Dâng cho cháu ta ba tuần rượu thưởng, thánh hoàng giảm giảm tuế. Ơ có kìa, tiểu điệt. Mau rước ly, mau rước ly. Tiếng người nào rên giữa rừng quá? Tôi đây. Dưới ánh sao lưu ngồi lên bộ giáp bạc, hắn lĩnh bà cũng là một nữ kiệt anh thư. Xin tôi biết quý tánh cao danh và có cần chi giúp đỡ, tiểu nữ rất sẵn sàng. Tôi là Đông Bình Dương phu nhân, bị đòn đau của Dư Hồng. Mẹ nàng là ai mà gọi ta là mẹ chứ? Ôi, có đó cũng là một niềm tin để cho ta trăn trối vài lời trước khi nhắm mắt. Xin lĩnh bà cứ yên lòng tính cận, để tiện nữ có dịp báo ân sau. Đây là lĩnh đơn thiên dược, xin lĩnh bà cho phép tiểu nữ giang tay chữa trị. Ai, ôi da, chắc ta chết mất. Ngươi làm gì thế chứ? Xin lĩnh bà cứ yên trí vững lòng tin. Con là dấu con của mẹ thì đâu có hại mẹ. Hả? Mi là dấu của ta. Mẹ ơi, cao quân bảo với Lưu Kim Đính này đã trộm lệnh mẹ cha chỉ, trời cao tính chuyện trăm năm định lời hôn phối. Nên đêm nay ơn ai xui khiến Phật tiền dẫn lối
trời đất chào ra mắt cho con được thừa ân rộng lượng của bậc mẫu nghi, dáng dẫm tìm chồng mai gặp mẹ, có lẽ trời đất dành cho phận đẹp duyên ương. Ngày mai cùng mẹ đi cứu giáo, sớm tối ở trong sao gặp được mặt chồng. Trên còn soi rãng cho nhà họ Cao, nên giờ phút lắm chúng mới gặp được nàng dâu Thảo. Con hãy theo mẹ về tận cung chi để ra mắt Đào Huyên Soái. Ủa lạ này, bình cứu giá nào xông đục giữa dòng dây, không cờ lộng, chẳng trong chiên, không tiền không hậu, chỉ một đội năm người xung sát. Quân bay mau thỉnh bệ hạ giá lâm ngự lãm. Quân Nam Đường ngã như rã chết như bèo, thật rõ mặt anh hùng hảo hán. Ô sao lạ này, quân sư hay trông cho rõ đàn vương mặt muốn vị anh hùng. Có lẽ đàn bà chứ chẳng phải đàn ông, tàu đúng vậy nhưng không biết quân nào. Ủa sao lại toàn là đàn bà con gái, không có cờ xí mà cũng chẳng có trống chiêng. Không lẽ là ngũ vị quý phi, đâu quân sư trông lại trước sau rõ ràng. Mau mở cửa thành cho ta vào triều kiến bệ hạ. Tâu lên rằng năm vị phu nhân đã vào được vòng dây thứ nhất. Nữ tướng là ai đó, mau tỏ tường cho chú thượng rõ. Tâu bệ hạ, thần họ Lưu tên Kim Đính, vốn vợ của Cao Quân Bảo, dân lĩnh cha là Lưu Nại đến Thọ Châu thành cứu giá. Quân sư nên về nha. Lưu Nại dung dòng vua Bắc Hơn, nước cừu thù của Đại Tông nhà ta. Còn Cao Quân Bảo là trai tân mới lân, có lẽ nào con kia là vợ nó hay sao? Nàng kia, nàng nói đã gặp ngũ vị phu nhân, đòi nhập thành sẽ không trình lĩnh tiễn. Chút nữa là tiện nữ quên mất, lĩnh tiễn có đây. Ủa, đâu rồi? Chồng gặp mặt việc đó chẳng khó chi, hãy đến Nam Môn thì gặp cháu trọng. Xin tuân mệnh, thánh thượng tuy tăng giảng giảng tuế.
bố thằng coi cửa, bố đó giữ thành, bay chết già chết trẻ, chết đứng hay chết ngồi, mà im hôi lặng tiếng dây dữ vậy. Nhung nhớ người thương, già luôn.
gấm như vừa rồi, tội cho vợ chồng con. Ta là vua thì đâu có thể nói chơi, lời của vua nặng còn hơn quả núi. Lúc nãy là ba ba muốn thử tài của con trẻ vậy mà. Ơi, ta sắp chết hay là ta đã chết? Lưu tiểu thơ, Lưu tiểu thơ, ta chết thì chuyện đã đành, nhưng không gặp mặt nàng làm sao ta nhắm mắt. Ôi tình chung vĩnh viễn kết đôi, thiếp ở đây nè và sẽ ở với chàng cho đến chết. Tính vậy, tính vậy mơ chàng. Ủa, đây là đâu? Anh hồng lẻ loi soi lên mặt ai, mặt hấp hai rực ngời màu mắt cỡ. Cao Lan đã tỉnh, Cao Lan ơi, gió đưa lá vàng yêu ác bình minh cuối trời. Đây là tờ yêu của trên thiên tử tứ hôn chúng mình. Nàng đã tự chuyên nhọc công đến vì mình thua, lòng ta này bối rối không yên. Chán trường tha cho một kẻ xảo ngôn bẻ bàn thân qua vì cuộc tơ duyên. Nàng ơi xin chớ trách ta, em đâu phải kẻ trăng hoa, chàng yêu dùm. Tiểu thơ ý, lời thể ước đã ghi tâm khắc cốt, nhưng ta vẫn sợ luật vua phép nước chẳng thương tình. Có thương nhau xin đừng kinh động triều đình, ngày mai ta sẽ đến bể rồng dâng lời thú tội. Xin cưới nàng khi có phép của mẹ cha, luật nước giàu khắc khe hay lễ nhà không nghiêm túc, ta cũng một liệu mà xin tội cho tiểu thơ. Nếu một mai duyên này lỡ dở thì xin em cùng nhau nước nhược non. Có tội giả gì mà xin, có lỗi làm gì mà xóa. Đông Bình Dương vô người thẳng tin, ta e có chuyện trở ngăn, nên đã ban chiêu tư hôn. Mau lửa giờ lành mà hợp cẩn, thanh thưởng giảm giảm thuế.